Rồi hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Tiếp tục clip hôm nay một ít máy nữa giới thiệu tới anh em. Xin nhắc lại cái quy định mua máy mình luôn nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nha anh em. Và cái quy định mua máy là anh em cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình họ, tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua là máy gì, mình sẽ ship hàng cho anh em. Thì mình sẽ ship code toàn quốc, chỗ nào cũng được nha anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Đó, máy thì anh em cứ kiểm tra thoải mái. Bao test anh em 1 tuần, mình bảo hành 1 tháng nha. Đó, bao đổi trả, lỗi là đổi, không có nói lên tay nha. Anh em không thích là mình sẽ đổi lại nếu mà bị lỗi máy. Đó, ok nha. Rồi, con clip đầu tiên trong clip hôm nay là con em G3 Pro. Con này là vỏ ring. Nó có trải xước nha anh em. Dán keo bạc ngòi này. Có trải xước, kính thì lông mèo nhẹ thôi. Đó, mày lông mèo như clip mình quay. Đó, quay sao thì y vậy nha. Máy gửi tới anh em là y chang rồi. Không hề sai phê phạm một cái gì hết nha. G3 Pro. Con này thì máy ring, dành cho anh em thích máy ring nhưng hơi trời. Đó, màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2004. Chức năng là nguyên ring hết. Mình sẽ bật màn hình nó sáng lên một tí cho anh em xem. Đó. Máy ring. Xài chức năng ok nha anh em. RAM 2GB thôi. Con này RAM 216 thôi. G3 Pro. Nếu anh em nào xài qua thì biết. Nó là dòng cái dưới G3, G5, G7 rồi anh em. Mấy cái dòng đó. Wi-Fi được là ok hết nha. Thông tin. Ok, con này để anh em giá 1.050.000 nha. 1050. Kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo là con A37, con này là thay lưng sau rồi này. Nắp sau thay rồi. Như mới luôn ha. Kính thì lông mèo vài cộng. Đã dán cường lực rồi. Đa số máy nào bán ra mình có cường lực là sẽ dán giùm anh em hết nha. Anh em về khỏi phải dán cường lực lại, tốn tiền. Hả, mình sẽ dán sẵn tại vì mình nhập số lượng thì nó sẽ rẻ hơn anh em đi dán lẻ. Hả, nhập thì dán lại cho anh em luôn để anh em về việc xài thôi. Con này màn hình 5 inch, RAM 216. Đó, pin 2630. Ok nha anh em. Máy chức năng full. A37, con này để anh em giá 1.050.000 luôn. 1050, ngang con G3 Pro. Tiếp theo là con Huawei L21. Con này màn hình 5.5 inch nha. RAM 216, pin 3000. Đó, vỏ 6. Vỏ lưng sau này, sườn trước này anh em. Đó, sườn trước không có đẹp nha. Lưng thì xuất sắc như thế này. Đó, 26GB. Kính thì ok một tí anh em, ngay đây tróc thi xíu. Đó, mình đã nói hết kỹ trong clip. Cười máy thì anh em bây giờ nha, kính đẹp nha, không có phát xước nha. Chỉ có tróc thủy đây xíu thôi. Còn kính thì ok. Không xuất sắc hết, không biết còn pin không. Rồi, còn nguyên, pin ok. Đó. Huawei L21. RAM 216 anh em. Màn hình sáng đẹp nha. Đó, chức năng ok. Con này để anh em 790.000 thôi, xả nhanh luôn. 790k. Kèm sạc và dán cường lực cho anh em. Một em G-Bay Loot. Con này là vỏ ring, có xước sát tí. Đây, clip mình quay kỹ cho anh em xem luôn. Màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000. Đó, ngay đây có mốt nhẹ. Màn thay mới. Con này là màn thay mới rồi. Chứ còn pin không. Đó anh em, nguyên nha. RAM 4, bộ nhớ 32, mọi chức năng full. Màn bao xài đẹp cho anh em luôn. Con này để anh em đá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu kèm sạc dán cường lực luôn. G7 Dream màu đen. Máy thì ngoại hình còn đẹp. Con này thì lưng vỏ đẹp này. Kính đẹp này. Màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 332. Pin 3003. Máy đẹp tầm 97-98. Nói dùng vỏ ok. Anh em cứ coi kỹ clip trước khi đặt máy nha anh em. Có nhiều anh em thấy coi thấy cái gọi liền. À, biểu mình chụp Zalo rồi máy công quá nha. Anh em cứ coi kỹ mình quay clip ra là quá rõ ràng rồi. Anh em ưng cái máy nào thì alo. Kính thì đẹp không có xước. Đó, máy xài rất mượt nha. RAM 332 anh em, G7 Dream. Anh em nào xài thì cũng biết chức năng rồi. Con này xài cũng rất là dễ, không có gì khó khăn hết. G7 Dream. Rồi, em G7 Dream này để anh em giá 1.600.000 nha. 1.600.000 thôi. Kèm sạc dán lực luôn. Oppo F9. Máy riêng nguyên, đã dán keo mặt sau. Đẹp tầm 97-98 luôn. Đó. Vỏ như này. Tím đỏ anh em. Nửa tím nửa đỏ ha.
lưng vó cũng đẹp, màng thì đã dán cái lượt rồi, có một hai cọng lông mèo, có chứ phải không? Đây, ngay đây xước như vậy nè, à đây thấy không? Đó, RAM 464 nha anh em, màn hình 6.3, pin 3.5, Oppo F9, mà máy xài cực mượt luôn nha. Còn pin không biết, bật pin lên cho dễ coi, máy hết pin mất rồi. À, con này để tí mà sạc pin nha, nó hết pin rồi. Bao chứ cái này em xài là full nha, ok hết. Nếu mà có trục trặc thì mình đã báo rồi, chỉ hết pin thôi, quên sạc. Con này để anh em giá 2550, Oppo F9, máy riêng đẹp, 2550 nha anh em. A30 Samsung đời mới, mẫu mới ra ha, dòng A30 anh em biết rồi. Vỏ sao có xuất sắc này, máy riêng, kính đẹp, kính này thì gần như không có xước luôn nha. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000 nha. Đó, màn hình rất sáng đẹp. Wi-Fi cực mạnh rồi. A30 chức năng ok, chuẩn luôn. Con này để anh em giá 2.7.000, kèm sạc giật cường lực nha. 2.7.000 nha anh em, màu xanh. Tiếp theo là một con Vivo Y11, máy riêng, vỏ xeo có xước sát này, có xước sát nhẹ này. Đó, riêng vỏ thì nó chấp nhận vài cọng xước nha nè. Màn hình 6.35, RAM 332, pin 5000, Vivo Y11 sườn này em. Kính thì không có xước nha, kính đẹp, kính thì đẹp từ 98.9 luôn. Đó, chức năng ok, Wi-Fi Vivo Y11, giới thiệu điện thoại thì anh em coi đã, 1906. Đó, RAM đây 332. Đó, Vivo Y11 nha anh em. Con này để anh em giá 1950, 195, kèm sạc cường lực luôn là đủ cho anh em. G7 Pro, con này riêng nguyên, màn riêng, vỏ riêng, có xước sát này. Đó, anh em thấy xước không? Vỏ nó không được đẹp ha, tại mình chưa có thay mới nên vỏ nó có xước. Màn riêng, màn riêng này dán cái lực này rất là kỹ nên là không có xước luôn. Đó, máy nào riêng thì mình nói riêng nha, màn này chưa có thay thế. Anh em nào thích máy riêng hỏi trời thì nói nha. Màn hình này, con này 5.5, RAM 332, pin 3600, G7 Pro riêng, vỏ thì có xuất sắc như clip mình quay rồi nha. Đó, con này để anh em giá 1.800.000 nha, 1.800.000 riêng cái màn hình không là đã đóng tiền rồi, máy riêng thì màn hình nó hơi mắc. Đó, 1.800.000 nha, vỏ hơi xấu, Samsung A30, máy riêng nguyên, vỏ sau là màu xám đen, kính trước là đừng coi có xước không, không xước nha anh em, kính trước đẹp keng luôn, dính keo thôi. Con này màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000, giống con xanh hồi nãy ha. Đó, máy keng xà beng luôn nha. Con này để anh em giá của nó là 2.700.000, Samsung A30. Đó, nói chung là cấu hình ok rồi. A30 màu đen nha anh em, giá 27, kèm sạc cường lực luôn. Vsmart Joy 3 keng xà beng. Đó, máy riêng nguyên, con này riêng nguyên, màn hình 1-2 vết xước lông mèo, có lông mèo này anh em, lưng sau thì quá đẹp, mặt trước có lông mèo. Con này màn hình 6.5, RAM 332, pin 5000. Đó, pin thì con này trâu bò rồi, xài bao giờ cho nó hết pin, máy này quá ok, chức năng Wi-Fi chuẩn. Giới thiệu điện thoại Vsmart Joy 3, RAM 332. Rồi, con này ra đi cho anh em nhé, 1850, 185, kèm sạc cường lực nha. Samsung A750 riêng nguyên, bản hàng, bản hàng một sim nha anh em. Đó, màn hình 6 inch, RAM 464, pin thì 3003. Đây, vỏ thì quá đẹp nha, vỏ sườn con này cam kết anh em từ 98 tới 99. Đó, xước sát sườn nhẹ thôi, cực nhẹ, còn kính dưới lưng là quá đẹp rồi. Bản hàng một sim nha anh em, anh em nào kết cái máy bản hàng thì quốc nha. Đó, chức năng thì khỏi phải bàn, ok hết. Đây, cho anh em coi cấu hình máy luôn, A750, 2718. Con này để anh em giá 2650, 2650 máy đẹp tầm 98, 99. Realme 16, con này vỏ sao đẹp, 98, kính 99, đại dáng lực. Đó, RAM 4, bộ nhớ 128GB,
màn hình 6.5 inch, pin thì 4.300. Đó. Đấy thì giới thiệu rất kỹ càng trong clip cho anh em. Đó, wifi. Wifi và giới thiệu điện thoại thôi. Realme 6 RAM 428 này anh em. Đó. Máy đời mới nha anh em, mẫu này mới ra luôn. Đến em giá 3.5 triệu, kèm sạc cường lực luôn đầy đủ. 3.5 triệu có luôn cho anh em luôn nha. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây đi. Thằng Thái chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình. Chào anh em.